Xin chào mọi người. Đây là xe tay thần trưởng phần 2. Hôm nay nhà mình mới khám phá ra được cái chỗ này đã lắm. Nước nè. Dâu. Xe tay thần trưởng phần 2. Từ này mà không có xe tay thần trưởng. Qua cái thuyền nè. Đó, ở đây có cái thúng luôn. Nước kìa, nước nước trong không? Chào mọi người đi. Các bạn trong dữ á. Không biết có ai xem clip này thấy trong không nữa. Ê, nước trong nè, thấy không? Bạn, cho giúp mày giúp này là hợp nè. Cho giúp mình mày giúp này là hợp nè. Có cá luôn kìa, nước trong có cá luôn kìa. Con xuống nha. Không, cá không? Cá hả? 1, 2. Wow. Đâu cá đâu à. Đây là những thuyền đánh cá nè. Đẹp quá đi. Nó sợ con quá, nó chạy rồi. Bà Hưng leo lên đó. Nó có trôi không vậy? Không, người ta cột dây này sao trôi. Không sao, bước đứng lên thôi. Để cho Hưng xem quay nha. Con lên đi, giờ không quay nha. Ủa, dơ thì có sao đâu. Nó đâu có sao đâu mà. Mình đâu có đạp lên nước được đâu. Đâu, leo vô coi ai leo được. Cái này gọi là gì biết không? Thuyền buồm. Rồi leo lên. Không phải buồm. Cái này là thúng. À, nó có tích nè. Có tôm tích luôn hả? Còn sống không? Không, chết rồi. Còn nghiệp nó vậy. Thả nó về mẹ. Con nó xuống biển đi. Coi như là bù ăn. Ê, cái này mà tắm xong là cũng đã lắm ha. Nếu mà mặc áo phao vô á. Dơ như quỷ á. Ủa sao dơ, vô thấy nước sạch mà. Bây giờ cũng cho nước sạch. Nước sạch là con phải nước. Còn nước này vô. Ngày xưa con nhỏ vô tắm xong ở đây hoài chứ có gì đâu. Đứng từ trên mũi ghe nhảy xuống á, thích lắm. Ghê. Ủa không tin hả? Không. Bả đồ cục nhà, bắt. Mặc áo phao này xuống đây tắm đúng sướng luôn. Ước gì ở đây em không, bà ước xoay tay đó. Xoay tay đâu rồi? Chắc xoay tay ở dưới nước rồi. Hôm nay nước lớn quá, không có xoay tay được đâu. Xoay tay phải dây nè. Đâu đứng xa xa ra xong quay xoay tay cho mọi người. Đó, không, thấy quá. Nè. Hôm bữa mới thấy sướng rồi. Hôm bữa thấy sướng đó. Đồ. Bà Hưng là khá bảnh bị đi tù rồi, bà Hưng sẽ nối nghiệp không? Đây. Quan sát đi đường nào không phải đi phải vượt qua bãi rác. Đi trên cái cây á. Bà Hưng đi lên cái cây á. Ủa đâu có ai làm gì đâu. Mình đâu có làm gì ảnh hưởng đến chủ đâu. Cái thúng này to hơn đúng không? Wow, thúng này bự. Đây có mấy cái thuyền đánh lưới này. Quay tay này sạch à? Không phải sạch hơn hả? Có người bên trong đang nằm giỏng coi kinh chuyện gì đó. Ê, ngoài kia có mấy cái thúng mà nó ở dưới nước luôn à. Đi không? Đi ra ngoài đó thử coi. Ủa sao cái ghe này tội nghiệp vậy, nó bị lật úp sò luôn rồi. Đâu cái này
Trời ơi sao mà ở đâu mà nhiều con mèo vậy? Chó mà. Kiểu này là làm sao mà anh em mình dám đi ra, nó sự chết chết mộ luôn. Chết 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 rồi, bây giờ tình hình hơi căng hẳn. À Gia Hòa ra biện pháp là đá nó một phát. Ê bên kia cũng có mấy con mèo nữa kìa. Đó nhìn này đó, con mèo này. Ừ. Rồi chào các bạn nha, mình rút quân đây.